Kính thưa quý vị, một số dân cư tiểu bang Ohio bị cáo buộc tội giam cầm một phụ nữ tàn tật làm nô lệ, tin từ Cleveland. Trong ngày 18 tháng 6 năm 2013, ba dân cư tiểu bang Ohio đã bị cáo buộc tội giam cầm trái phép một phụ nữ bị suy khờ cũng như con gái của bà và còn ép buộc nạn nhân làm việc nặng nhọc cho họ. Nghi phạm còn dùng rắn hăm dọa nạn nhân khi nạn nhân không nghe lời. Ba nghi phạm Jody Callahan, Jessica Hunt và Daniel Brown đồng mưu đánh đập hành hạ người phụ nữ cùng với con gái của bà và còn bắt họ ngủ trong một văn phòng có ổ khóa với một con kỳ đà. Cả ba đã xuất hiện trước một chánh án liên bang tại thành phố Cleveland, Ohio. Những nghi phạm này sẽ bị giam cầm cho đến khi phiên tòa vào ngày 24 tháng 6 năm 2013 để có thể quyết định có cho phép họ đóng tiền thế chân hay không. Theo nhà chức trách, nghi phạm Callahan, 26 tuổi, cùng với nghi phạm Hunt, 31 tuổi, đã dụ dẫm nạn nhân, một người chỉ được xác định danh tánh là S.E., cùng với con gái về sinh sống với họ tại căn chung cư hai phòng ngủ ở thành phố Ashland, cách thành phố Cleveland khoảng 70 dặm về hướng Tây Nam. Ngoài hai mẹ con nạn nhân và nghi phạm Callahan, cũng như nghi phạm Hunt, trong căn chung cư còn chứa 4 con trai của nghi phạm Hunt, một số chó Pitbull, trăng và rắn độc. Trong thời gian bị giam cầm từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 10 năm 2012, nghi phạm Hunt đã dùng lợi ích chính phủ của bà S.E. nhưng đã ít khi bồi thường tiền lại cho nạn nhân. Ngoài ra, nghi phạm Callahan cùng với nghi phạm Hunt đã ép buộc nạn nhân phải dọn dẹp nhà, giặt quần áo và chăm sóc cho tất cả các con súc vật trong nhà. Vụ bắt giam ba nghi phạm trong ngày 18 tháng 6 năm 2013 xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi ba phụ nữ được tìm thấy bị giam cầm gần một thập niên tại một căn nhà ở thành phố Cleveland, Ohio. Trong vụ đó, nghi phạm Ariel Castro, một cựu tài xế xe bus, đã bị truy tố tội hiếp dâm, bắt cóc và giết người.